Hello, xin chào Cup Fly. Thể theo yêu cầu của nhiều bạn muốn biết về bay TV thì bay cũng có thể làm được. Là những sự thật về cá nhân bay và chuỗi bay từ tay không dốt nát tạo ra chuỗi cửa hàng, ba kênh YouTube và vô số thứ khác trong hiện tại. Chỉ sợ các bạn thấy nhàm chán vì nó không phải là anime mà thôi. Chào mừng đến với sự thật bay. Không, bay đã từng dạ gái ít nhất 3 lần và bay tự thấy mình cũng xinh phết và cũng rất cơ bắp nha. 1. Bay từng bán hàng rong vỉa hè suốt 5 năm trời. Nhờ vào việc bán hàng vỉa hè, bay mới tăng được nhiều khả năng buôn bán. 2. Bay thường xuyên là đứa học top cuối lớp từ lớp 6 đến lớp 12. Tệ nhất là môn lý, hóa, văn, anh văn, sinh học, địa lý, lịch sử và mọi môn còn lại. May mà có môn thể dục gỡ gạc lại chút chút. Thường xuyên có học lực từ yếu đến trung bình, chưa bao giờ là học sinh khá cả. 3. Bay từng làm bảo vệ của làng cà phê Trung Nguyên suốt 1 năm trời với lương tháng 1 triệu rưỡi. Làm một ngày 8 tiếng không ngày nghỉ, kể cả đi về nữa là 9 tiếng. Tính ra thu nhập khoảng 6.500 một tiếng. 4. Bay xém rớt tốt nghiệp phổ thông trung học với 30 điểm. May mà đã bao gồm 2 điểm cộng ưu tiên vùng, dưới 30 là rớt. 5. Bay cũng có cái tuổi thơ như nhiều bạn, cũng có những phút lang thang giăng nắng ngoài đường, cũng trộm xoài trộm mỏi, cũng chơi những trò tuổi thơ. Nhưng việc gia đình ép học thì hơi căng thẳng, càng ép thì bay học càng dốt. 6. Game Bay Store được hoạt động chính thức tình cờ vào năm 2018 khi Bay phát hiện ra cái video nhảm nhí mình up lên hồi 2 năm trước đã được 30.000 view và cái kênh đó đã bị mất sau 3 tháng sau đó. Game Bay Store các bạn đang xem hiện tại là Game Bay Store thứ 4. 7. Bay đã mất 3 Game Bay Store do thiếu kinh nghiệm về bản quyền. Về chính thức thì Bay đã mất 8 kênh YouTube khác nhau và đã làm lại từ đầu nhiều lần. 8. Lúc bé Bay là một người tiêu cực, luôn nghĩ về những thứ xấu, những thứ tồi tệ và luôn tự ti về bản thân mình, vô dụng, học thì ngu, chơi cái gì cũng tệ, cơ thể thì ốm yếu lòi xương, lại còn nghiện game quên lối về. 9. Trong thời điểm Bay làm cái video này thì thông tin kênh có 59 triệu rưỡi view, nhưng thực tế thống kê trong kênh có đến 67,9 triệu view. Điều đó có nghĩa là rất nhiều video bí mật đã up và đã bị Bay ẩn đi, chiếm 7 triệu view, tương đương với 10% số view toàn kênh. Ai nhớ đó là những video nào nào? 10. Bay đã được lột xác lần 1 năm 18 tuổi khi Bay được xét vô một trường đại học tại chức. Lúc đó thì gia đình không thúc ép chuyện học hành gì nữa. Vậy nên Bay đã tự học những thứ mình thích theo cách tự do nhất. Từ ngoại ngữ, bơi lội, bắt cua, lướt ván, trượt ba tin và vô vàn thứ khác. Thích gì là học cái nấy luôn. Việc tự mình chọn thứ mình học giúp Bay học khá hơn rất là nhiều. 11. Bay đã lột xác lần 2 năm 20 tuổi nhờ vào lần đầu tiên đọc sách, cuốn đó chính là Đắc Nhân Tâm. Dù nó không hợp với đa số người, nhưng nó hợp với Bay. Nó khai mở tâm trí Bay về thế giới sách để dần trở thành một người yêu đọc sách và có suy nghĩ tích cực hơn. 12. Trong vòng 13 năm đổ lại đây, Bay chưa từng buồn hay giận ai bất cứ cái gì cả. Cứ ai mang lại cảm xúc tiêu cực thì tránh xa nhanh gọn lẹ, boss gì không chơi nữa. Bay có tự do mà, chơi với ai thì chơi chứ. 13. Trong quá trình học tại chức, đa số chỉ toàn người lớn tuổi lấy cái bằng để tăng lương. Bay là đứa ít tuổi nhất. Đa số việc qua môn phải chuẩn bị bằng tiền cho giáo viên, cho kiến thức thì có bao nhiêu. Năm nào đi học cũng có mấy bà chị mang bầu. 14. Học tại chức chỉ học buổi tối và ban ngày sáng thứ bảy chủ nhật. Trong khi Bay làm bảo vệ thì phải làm ít nhất cả 8 tiếng. Và những ngày châu bò đã đến. Thứ bảy Bay học cả ngày nên phải trực đến thứ sáu từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Ăn sáng thay đồ đi học luôn là vừa kịp. Sau đó học tới trưa. Ăn trưa một tí rồi học tới 5 giờ chiều, ăn tối xong ngủ được 2 tiếng phải đi trực đêm cho đến sáng hôm sau lại học tiếp. Trong 3 ngày Bay ngủ khoảng 5 tiếng mà thôi, cứ như vậy kéo dài suốt 1 năm trời. Từ đó Bay tăng được khả năng châu bò, không cần ngủ nhiều nữa. 15. Bay ra chợ đêm khởi nghiệp bán hàng vỉa hè với 2 đứa bạn, mỗi đứa góp 500.000, mua trang sức về bán. Sau 3 tháng kinh doanh, tiền lời chia ra mỗi đứa 47.000. 16. Bí mật của cái tên Bay, đó chính là... Bay hết cỡ đi, chơi hết mình đi. 17. Bay muốn tập thể dục nhưng không có tiền mua trang bị và cũng không có không gian cất đồ. Vô tình Bay đã tìm được một môn không cần đồ, thậm chí không cần giày, đó chính là bắt cua. Bay đã tự tập một mình suốt nhiều năm liền và cải tạo cơ thể khá khá. Từ lo dơ xương cũng bui muối như ai và bây giờ là bùng mỡ. 18. Sau khi hai đứa bạn không chịu nổi nhiệt thì chỉ còn Bay bán hàng vỉa hè. Bay không bán trang sức nữa vì không có thích, chuyển dần sang bán móc khóa. Thu nhập trung bình một ngày 20.000. Dù vậy Bay vẫn kiên trì bán hàng với cái suy nghĩ rằng việc này sẽ giúp mình có kinh nghiệm đi xin việc sau này. Và công việc này nếu bạn có thể nghĩ được không phải như bảo vệ. 19.
bay phải bỏ ăn tối nhiều ngày. Vì tiền lời bán hàng cũng chỉ đủ mua ổ bánh mì 10.000. Bữa nào bán nhiều mới dám ăn. Toàn bộ tiền dư kiếm được đều phải bỏ lại gian hàng để phát triển, không mua sắm và chi tiêu bất cứ cái gì hết. Và kinh khủng thay, trong khi đó năm bay bán hàng 2012, giá xăng 26.000 một lít, nhà bay cách chợ đêm khoảng 8 cây số, mỗi ngày đều tốn 10.000 tiền xăng. Nếu bán lỗ, bay sẽ bị âm 10.000. 20. Từ bé bay rất thích đọc truyện tranh. Dù truyện chỉ có 3.000 một cuốn nhưng không có tiền mua, toàn đọc kể chuyện người ta. Thành ra những chuyện như là Dấu Ấn Rồng Thiên, Bảy Viên Ngọc Rồng, đọc được tập 3 xong đến tập 20 được quay về tập 7 đọc, không hiểu cái chi chi hết. Nhưng thích, cứ sơ hở có sách báo chuyện là bay đọc hả? 21. Với cái đam mê đọc truyện, bay quyết định bán thêm đồ anime ở chợ đêm. Cơ mà đồ này không có sẵn để nhập, bay phải đặt in một shop anime ở Sài Gòn với giá cao cắt cổ. Và đồ in ra chỉ trong vòng một đôi tháng đã bị mờ đi, như là huy hiệu, poster hay là móc khóa ép. Hàng chất lượng kém, bán giống người ta nên không lời bao nhiêu, lại bán ế vì không có nhiều người thích anime. Nhiều lần bay định bỏ đồ anime không bán nữa, nhưng vì thích nên thôi. 22. Bay thuộc dạng vừa bán hàng vừa đi học tại chức, nên bữa nào đi học thì tối nghỉ bán. Được cái ngành bay học chính là ngành ngân hàng, có rất nhiều kiến thức kinh tế cho việc bán hàng của bay, đó là duyên phận. 23. Để bán được đồ anime, bay đã đi tìm các group Facebook về cái chủ đề này, và có một nhóm cosplay tự phát với tầm 15 người trong nhóm. Bay cũng đã đi học nhóm và biết rằng đây chỉ là một nhóm đam mê với tầm 4-5 người bạn chơi với nhau là chính, công việc bán hàng gian nan rồi đây. 24. Bay áp dụng các kiến thức kinh tế như là kinh tế vi mô, kế toán, hạch toán, toán kinh tế và các thứ khác vào gian hàng nhỏ xíu vỉa hè của bay, khiến việc bán hàng trở nên tốt hơn. Việc bán hàng tốt hơn giúp bay có các kinh nghiệm thực tế áp dụng vô việc học, khiến bay học tốt hơn. Và từ một đứa sàn sàng, bay đã lọc tóc khá giỏi so với những người trong lớp, doanh thu cũng ok hơn hẳn. 25. Sau khi ra trường cũng qua 3 năm bán hàng vỉa hè, bay quyết định không đi xin việc nữa, vì thu nhập lúc đó đã được 6 triệu một tháng rồi, khách quen cũng nhiều nữa. Và từ đó bay trở thành một người bán hàng chợ đêm chuyên nghiệp, bán vỉa hè từ sáng đến đêm. Đó là một năm không nghỉ, không bệnh, không bạn bè, không gì hết, và chỉ nghỉ mùng 1 Tết mà thôi. Bán hàng từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm hàng ngày. Thời gian không có khách thì đọc sách, đọc truyện. Cứ như vậy thu nhập dần lên tới 12 triệu một tháng, tiền được đổ lại vào gian hàng. Nhưng thời gian bán hàng là 14 tiếng một ngày, và không có bất cứ cái gì gọi là hưởng thụ bản thân. Lúc đó thu nhập của bay là gần 18.000 một tiếng. 26. Bay đã nghĩ rằng việc bán hè vỉa hè thật là bấp bênh. Nếu một lúc nào đó lập gia đình, bệnh tật rồi lại còn nắng mưa, thời gian tổn hao rất nhiều, thì nó là một thứ không thể tạo ra tiền được nữa. Vậy nên phải tìm cách ổn định hơn, cách thiết thực hơn, đó chính là mở một cửa hàng. Phải mở một cửa hàng trước năm 25 tuổi. 27. Vào năm 2014, cơ duyên đến, hội cosplay hoạt động nhiệt tình, tạo offline liên tục, khiến cho thành viên tăng lên nhiều ở Buôn Ma Thuột. Đến một ngày bọn họ quyết định tạo một offline lớn và chuyên nghiệp hơn bằng cách tạo một sự kiện ở quán cà phê có hẳn loa cùng chương trình. Bay tranh thủ cosplay Naruto đi bán hàng và phá cạc visit. 28. Một nhóm bạn khác ở Buôn Ma Thuột ngỏ ý muốn tổ chức lễ hội cosplay đầu tiên tại Buôn Ma Thuột vào dịp Tết. Chưa có ý tưởng gì quá rõ ràng, nhưng niềm đam mê nhiệt huyết của họ rất lớn. Họ đã ngỏ ý giúp bay tìm một chỗ thuê nhà bán hàng và hỗ trợ trang trí. Đến dịp Tết thì bay sẽ hỗ trợ tiền cho họ tổ chức lễ hội. Vậy là bay đã có cửa hàng sau đó một tháng, cũng trùng hợp vào năm 25 tuổi. Đó là shop anime đầu tiên tại Buôn Ma Thuột. Dù nó rất cùi bắp vì bay không có tiền trang trí, song song đó bay cũng giúp PR lễ hội. 29. Khoảng năm 2019, trong thời gian giao chuỗi 4 shop bay store cho các nhân viên quản lý, bay đã thử làm rất nhiều việc và học rất nhiều thứ. Từ đa cấp, bảo hiểm, bất động sản, lập trình, ứng dụng, thiết kế web và cả chục nghề khác nhau nữa. Dù những việc đó không kiếm quá nhiều tiền với bản thân bay, nhưng kiến thức những thứ đó đem lại là vô kể, áp dụng ngược lại cho bán hàng. Đầu năm 2016, rốt cuộc lễ hội cosplay đầu tiên tại Buôn Ma Thuột do bay chủ trì, kết hợp với toàn bộ người yêu thích anime tại Buôn Ma Thuột để cùng làm. Nhóm bạn kia vì các lý do bất khả kháng nên tổ chức lại vào dịp hè. Lễ hội rất vui vì kết nối được rất nhiều người đam mê anime giống mình. Về phần kinh tế mà nói thì bay cũng PR được cho cửa hàng và bán hàng bay store trong lễ hội. Nhưng bù vào đó bay bị sùi hết một tuần liền, vì dồn hết tâm sức để tổ chức cái lễ hội đầu tiên khó khăn này. 31. Từ 2016 đến nay, bay đã kết hợp với cộng đồng anime Buôn Ma Thuột, tổ chức được 4 lễ hội cosplay, và năm 2020 là năm cuối cùng vì bay không còn thời gian nữa. 32. Bay từng có tham vọng mở đến tập đoàn vô số chi nhánh trên toàn quốc, lại còn đòi lọt top người giàu thế giới nữa. Nhưng rồi bay nhận ra nó sẽ ngốn hết gần hết thời gian sống của mình, nên chỉ vừa đủ thôi. Giao việc và hậu đãi cho những bạn nhân viên càng nhiều càng tốt, mọi người cùng có lợi.
thu nhập của bay sẽ thấp hơn, nhưng cũng có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống làm điều mình thích hơn. 33. Dù có tháng doanh số lên tới vài trăm triệu, nhưng chi tiêu cá nhân của bay thật sự cũng chỉ là khoảng 3 triệu đổ lại mà thôi. Dù có kiếm nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa, thì bay cũng không tiêu xài hoang phí. Những bài học này đến từ những ngày làm bảo vệ và những ngày đầu bán hàng. Tiền thật là quý cho những việc cần và cấp bách, nhưng rất nhiều thứ hạnh phúc đối với bay không mua bằng tiền. Nó đơn giản chỉ là cảm nhận món ăn, ngắm cây lá, đi dạo đến một nơi xa xôi thảnh thơi uống một ly cà phê, làm YouTube về những điều mình thích, hay là đọc một cuốn truyện hay từ sáng đến chiều. 34. Kênh YouTube Bay Store được lập ra với mục đích bán hàng. Kênh Bay TV được lập ra với mục đích tiếp cận được nhiều người càng tốt để có thể dẫn link bán hàng. Cơ mà bay đã nhận ra, việc làm video có thể phổ biến những thứ mình thích, lan truyền những ý nghĩa bản thân, có thể kiếm được tiền bổ sung cho chuỗi cửa hàng, và cuối cùng là có thể thỏa mãn đam mê đọc truyện từ hồi còn bé. Vậy là bay đã được đọc full bộ Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba, The Dragon Ball và nhiều bộ khác dưới tư cách là làm việc. 35. Khi có một chuyện gì bất lợi xảy ra trong hiện tại, bay sẽ nhận trách nhiệm về bản thân, xem xét tình hình và tự mình sửa lỗi, rút kinh nghiệm cấp kỳ. Thành ra các rắc rối đều được giải quyết rất nhanh. Vì vậy khi mất các kênh YouTube cũ, bay không bao giờ buồn hay là nản, mà có thể tái lập hồi sinh một cách thần kỳ nhanh hơn trước nữa. 36. Đa số các kỹ thuật bán hàng của bay đều được mô phỏng từ các game bay chơi từ xưa đến giờ. Bay là một đứa nghiện game, nhưng nhờ game bay kiếm được khá nhiều tiền khi áp dụng những thứ hấp dẫn của game trong cái đời sống thực tại này. 37. Ở vỉa hè chợ đêm ngoài bán móc khóa, đồ anime thì bay còn xăm dẻ nữa. Nếu các bạn nào ở Buma thuộc chắc đều đã gặp bay ngoài đường. Lúc đó bay có thằng đệ chuyên xăm hình phụ, bay bán hàng là chính thôi. Làm việc được 3 năm với nhau cho tới khi Buma thuộc cấm chợ đêm hoạt động. Tới nay cũng gần 8 năm rồi. Hiện tại bay cũng giúp thằng đệ tạo lập kênh YouTube mang tên là Duke cùng DOK. Hình như là Duke cùng Duke thì phải. 38. Nếu giờ này bay vẫn còn giữ và phát triển chuỗi cửa hàng lên thì có lẽ bay đã phá sản vì dịch Covid rồi. Chi phí mỗi cửa hàng hoạt động lên tới 20-30 triệu một tháng lận. Năm ngoái bay đã chuyển đa số thị phần kinh doanh lên Shopee, Lazada, Facebook, chỉ giữ lại một shop vật lý để trưng bày mà thôi. 39. Game Bay TV các bạn đang xem hiện tại là kênh được hồi sinh lần thứ 3, chuyên sâu về Attack on Titan. Trong số 7 video trên triệu view thì toàn bộ là Titan thay vì các chủ đề nào khác. Bay vẫn đang cố mở rộng chủ đề nhiều nhất có thể và hoạt động song song khoảng 3-4 anime cùng một khoảng thời gian. 40. Đối với bay thì thế giới thực này thực ra là một thế giới game, tất cả là NPC và bay có thể chủ động làm thí nghiệm mọi thứ trên cái thế giới này, làm bất cứ cái gì mình thích không sợ sai lầm. 41. 13 năm nay, từ năm 18 tuổi đến hiện tại và cho đến vĩnh viễn sau này, đó là những năm tháng tươi đẹp nhất của bay trên cõi đời này. Trong thời gian đó bay cố gắng học hành càng nhiều càng tốt, để làm gì hả? Để kiếp sau trở thành thần đồng đó mà. 42. Trong các video mà các bạn thường coi luôn có tối thiểu một lỗi cơ bản. Nếu không phải là lỗi chính tả, cũng là sẽ sai tên nhân vật hoặc sai một cái gì đó, nhằm để các bạn cùng comment cho vui đó. 43. Có bạn nghĩ trụ sở Bay Store sẽ là một cái gì đó hoành tráng, có rất đông người hoạt động liên tục, một nơi bận rộn và tràn đầy sinh lực. Không, thật ra đó chỉ là một cái kho ở một nơi hẻo lánh. Có một gã như bay lười biếng, ngồi máy tính, rồi đọc truyện, rồi chơi game làm video. Và một chị xem phim đọc truyện giặt đồ ăn vặt in đơn hàng. Đến trưa thì có một bạn qua gói hàng một đôi tiếng rồi đi về. Mỗi ngày chơi qua êm ả, đó là trụ sở chính của bay. 44. Bay sinh ngày cả tháng 4, ngày quốc tế nói thật. Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye bye. Chăm cầm.